hoàng tử đó. Nhưng các bạn ơi, mình cũng không phải là công chúa đâu, mà mình chỉ là người dẫn chuyện thôi. Mà công chúa ở đây chính là người này nè. Chưa, ngủ, chưa có thích thức thức dậy. Đó, tại vì sao mà công chúa lại ở đây? Nàng công chúa này là trong câu chuyện là công chúa ngủ trong rừng đang đợi chàng hoàng tử tới. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, ta đến đây với nàng đây. Không đi. Ê, đánh. Sao chưa tỉnh nữa? Lại. Ôi, sao mà công chúa không tỉnh vậy? Chưa liền dữ vậy trời, sao chưa dậy nữa? Dậy! Đang ngủ ngon mà. Trời ơi, mệt quá ha, nghỉ chơi đi. Mấy bạn này bọt ghê gì á. Gì đâu mà đóng vai gì mà không chịu hợp tác gì hết à. Okay, mình không có thích mẹ Lâm đâu. Mình thích bạn Tuấn hôn mình nè. Bạn Tuấn đẹp trai, dễ thương, ca lăng hơn. Mình không chơi bạn Lâm đâu. Nhưng mà bạn Tuấn á, bạn không có ở đây. Mình là người dẫn chuyện, bạn là công chúa. Bạn này là hoàng tử, là đúng bạn rồi, mình là hoàng tử đó. Mà thôi, mình không chơi với bạn Lâm đâu. Mình đi kiếm bạn Tuấn đẹp trai của mình đây. Ủa, thục. Thục ơi. Tại bạn á, tự nhiên cái xông ra cái bạn la Thục. Bạn nói Thục mày nọ chi để Thục bỏ đi luôn mất tiêu rồi kìa. Ê, nó nghe nè bạn, mình nó cũng là con gái mà bạn Thục cũng là con gái, tại sao bạn cư xử với mình nó lúc nào cũng cọc cằn mà bạn cư xử với bạn Thục thì nhẹ nhàng dữ vậy? Tại vì á, bạn Thục dễ thương, hiền dịu, nít na. Mình cũng hiền, mình cũng dễ thương luôn. Đâu có, bạn toàn chửi mình không à. Mình đâu có chửi bạn đâu, bạn sao vậy? Mình nãy giờ mình có chửi bạn gì không? Nãy giờ bạn có thấy mình chửi bạn gì không? Mình rất là nhẹ nhàng với bạn, bạn nói mình chửi bạn là sao hả? Tự nhủ lại đi. Mệt quá à. Mình muốn làm công chúa, mình sẽ làm được, mà cho mình làm công chúa đi nha. Thôi không được đâu. Đau quá. Sao vậy? Đau bụng. Bạn đau không bụng có hả? Hiểu cái bụng cái dạ mình gì hết trơn. Mình đau lắm. Trời đau lắm hả? Rồi, nghe bạn nói mình đau lắm. Thôi mình có làm, mình đói quá. Đợi xíu. Ủa bánh tráng trộn. Nè, làm gì đây? Ra bụng, lấy dầu sức vô đi. Má mình nói hay lắm á. Dở cái bụng ra, lấy cái dầu sức vô, hết đau. Nó nghe là bạn chỉ được cái đẹp trai thôi, chứ bạn không có được cái gì luôn á. Bạn dùng đầu não suy nghĩ một chút giùm mình đi. Tại sao vậy? Ý mình nói bà là đau ở đây, tức là cái bụng của mình, là cái trái tim của mình, cái tình cảm, cái tấm lòng của mình đó. Mình thích bạn. Ý là mình tốt với bạn mà bạn không có biết. Bạn cứ đối xử với mình như vậy, mình mới đau, hiểu không? Ủa? Đâu biết đâu. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ có cách gỡ lại nè. Sao? Cái này bánh tráng trộn á, nhìn ngon quá à. Không được, cái này có con bịch ra, cái này mình để dành cho Thục. Thục nữa? Ừ. Bây giờ Thục đi với Tuấn rồi. Bây giờ Thục không muốn bạn ở đâu. Bây giờ cái này cho mình đi, mình thích ăn mà. Thôi không được, cái này mình để dành mua cho Thục rồi. Thục nói Thục thích ăn lắm, nhưng mình không cho mình được đâu. Mình ghét bạn luôn rồi. Cái gì cũng Thục hết á. Đừng nỉ mà. Không. Thôi đừng giận nha. Không giận. Đừng giận đi. Không. Mình có quà cho bạn nè. Không có quà gì hết đó. Ủa mà sao tự nhiên tặng quà? Thì hôm nay là sinh nhật của Vân mà. Ủa sao sinh nhật tôi không nhớ mà ông nhớ ai vậy? Trời ơi, bạn vô tâm á, chứ sinh nhật Vân tôi nhớ lắm. Tôi có mua quà sinh nhật cho bạn nè. Thiệt không? Thiệt. Thiệt. Trời ơi. Trời ơi, lấp lánh chưa, nó chiếu chưa? Cái quà đẹp quá à. Trời ơi, dễ thương quá. Vậy là tôi thích lại rồi đó. Lâm Lâm ơi, Lâm Lâm dễ thương nhất trên đời luôn á. Thích Lâm liền à? Mở rồi coi thích không? Này gì vậy? Mũ lưỡi trai. Ừ. Trai. Ờ. Nghĩ sao vậy? Tôi là con gái mà tặng mũ lưỡi trai. Trời ơi, tôi phải con trai đâu mà tặng mũ lưỡi trai. Trời ơi, đừng có quăng quà như vậy. Không phải gì, nhưng mà bạn này bạn không biết suy nghĩ gì hết á. Ví dụ tặng bánh tráng trộn, tặng chocola đi còn được. Tặng cái mũ lưỡi trai mà trong khi đó ha, tóc tôi đẹp như hoa hậu vậy nè. Muốn cong đẹp vậy nè. Tự nhiên cái đội cái này vô hết tóc rồi sao? Trời, bạn nhà quê quá. Thì biết không, cái này á tôi thấy bạn Thục á đội vô đẹp lắm mà không có bị hư tóc. Cho nên tôi thấy thì tôi mua tặng cho bạn á. Thục quá hả? Ờ. Thiệt không? Thiệt, chúng ta hỏi Thục đi. Hỏi Thục, Thục ơi, Thục. Thục. Mấy bạn ơi, mình về rồi nè. Trời ơi, lẹ thiệt luôn á. Kêu cái có liền à, như sắp xếp. Ủa? Sẵn gì đó hả? Ủa, mấy bạn kiếm mình hả? Ừ, kiếm bạn á, đang ngồi chơi. Nè, nó nghe nè. Nó nghe nè, cái bạn này á, bạn tặng mình cái nón lưỡi trai nè. Nhưng mà tại vì mình sợ mình đội vô hư hết tóc mình thì sao? Bạn nhìn đi, tóc mình đẹp muốn chết luôn nè. Tự nhiên đội vô hư rồi sao? Ai nói mà tóc dài không được đội nón lưỡi trai? Đi, mình sẽ chỉ cho mấy bạn hả, mấy cái kiểu tóc hả, vừa dài vừa đẹp mà sẽ hợp với nón lưỡi trai luôn. Ủa là đội đẹp á hả?
Đó. Hai bạn Vân này được bạn Lâm tặng cho cái nón ngủ lưỡi chai thật là đẹp như vậy nè mà không biết tận dụng gì hết á. Hôm nay mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn và bạn Vân nữa những kiểu tóc thật là đẹp để cùng đội nón lưỡi chai nha. Tóc buộc cao. Buộc cao đuôi tóc, lấy một lọn tóc nhỏ, tết rồi kéo lọn tóc mở to bản tự nhiên. Bánh đôi hai bên, chia đôi tóc rồi buộc thấp. Đánh rối đuôi tóc rồi xoắn tròn thành búi. Dùng kẹp tăm ghim cố định búi tóc, làm tương tự với bên còn lại. Tết đuôi sam, buộc tóc thấp đuôi, chia đuôi tóc thành hai đoạn, tết xương cá rồi nới lỏng để tóc tết nở to tự nhiên. Bạn đã hoàn toàn có thể kết hợp cùng những chiếc mũ lưỡi chai thật cá tính. Trông bạn sẽ trở nên thật nổi bật và năng động trong mùa hè này. Nào, hãy cùng làm ngay những kiểu tóc đơn giản và dễ thương này để cùng xuống phố với mũ lưỡi chai nhé. Chúc các bạn thành công và thật xinh đẹp. Dễ thương quá à. Dễ thương thiệt, không có bị hư tóc luôn á. Chứ sao? Tóc đẹp đẹp còn có kiểu mới nữa. Thấy chưa, tôi nói mà ông chịu nghe tôi. Ủa mà sao bạn biết hay vậy hả? Bạn Tuấn đẹp trai chỉ với tôi đó. Thấy không? Thấy bạn Tuấn vừa khéo tay không mà chỉ với tóc con gái luôn đó. Trời ơi, bạn Tuấn dễ thương vậy luôn á. Bạn Tuấn còn tặng tôi sô cô la nữa nè, ăn không ăn. Ôi trời ơi, sô cô la. Vậy bây giờ mình đi qua bên bạn Tuấn mình đi chơi thôi. Nha. Mình bắt đầu mình với bạn Tuấn rồi đó. Không có bạn, bạn ở lại đi. Ừ, quê quê chưa lại một mình đâu á, bị bỏ. Ủa kỳ vậy? Đi qua Tuấn rồi. Ủa? Quê quê gọi. Ủa tôi có bánh tráng mà. À tôi có bánh tráng là tôi bận tôi bận chơi với. Thì hoàng tử đi cứu công chúa xong rồi giết quái vật. Trời ơi, lộn dây rồi, bạn vô lại đi, vô lại đi. Ủa, vô lại hả?